Chào bạn, hôm nay mình có ghé ngang sáng thì mình đi làm, có ghé ngang bãi xe của ông Đồng ở ngay chỗ nghĩa trang tỉnh Tiền Giang nha. Mình thấy có về mấy con xe Nhật tem lửa đâu á, với khu chợ một có giấy nha, ba con có giấy. Thì chút nữa trong video mình nó sẽ nêu rõ là giá với giấy con nào luôn, để các bạn xuống mua xe thì nhận biết được mà hỏi chủ nha. Với lại mình đi làm nên là không có nghe điện thoại được, các bạn nên thông cảm ha, tại vì mình rảnh giờ nào mình thì đi quay cho bạn xem, chứ mình cái nghề mình thì cũng không phải YouTuber gì hết, thì quay cho bạn coi cái xe nào được thì mua. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Đây các bạn, xe này đang xuống nha, xe này mới về đó, đang xuống xe. Nãy anh rã máy nữa bạn. Cho anh rã máy anh lên sóng. Hôm nay anh đòi lên để kiếm vợ nè. Coi đẹp trai thì giới thiệu nha. Đó, anh đang lên xe luôn. Xe đang về, có một con Nô 4 trong đó các bạn. Này là NG2. Đây là Sita hết của em. Đó, đang xuống xe luôn. Chỗ này chừng hai mấy con à. Nè, cái này chiếc pet nè bạn, pet của Suzuki mà sao nó, ủa sao kỳ vậy, Surika các bạn ơi chứ không phải là Suzuki. Đó, NG2 nữa nè. Nè, NG2 nè, để chút xuống có con Nô 4 trong này màu trắng nè, xuống xuống xe mình quay cho bạn xem. Nè, hết quay em nè, bọc sơn còn luôn nữa bạn, riêng luôn nè. Ai chơi dòng này thì kiếm độ đây. Mình quay lên cho các bạn nào mà cần kiếm độ á, chạy xuống coi. Coi mua được gì mua. Đây. Rồi, để mình xuống dưới. Đây bạn, xe của ông chủ nhà, chủ bãi nữa bạn. Đó, ông giàu bà cố luôn mà ông đi chiếc cúp nè. Không, cúp này tám mấy á, đẹp ghê các bạn. Đó, xe này xe nguyên zin luôn nha, xe cam nguyên zin luôn. Về ông vô giấy rồi tâm tư thôi gì này, tâm tư này có cái này nữa bạn, có cái thanh vằn nè. Xe này đợt lúc ông vô giấy rồi ông kêu là hai mấy ba chục gì á, rồi không ai mua cái ông để ông chạy luôn đó, còn sáng trưng luôn nha. Hôm các bạn nào kêu mình quay cúp thì nay mình quay nè. Cái lốc nó sơn màu này các bạn, không phải màu trắng, màu xám xám đen đen, không biết phải sơn lại hay là sơn riêng. Vậy dài hả? Hả? Vậy dài hả? Đang quay. Đâu phim chờ đâu, đây mới về con khu chờ luôn nè các bạn, mới về con khu chờ Nhật luôn nè, máy móc đâu nè. Nguyên cục máy luôn nha bạn, bình xăng con đầu zin luôn nè. Đó, máy khu chờ. Đây, cây bô còn luôn nè. Đó, thì bạn nào có nhu cầu mua máy khu chờ, đây, này nguyên cục máy zin luôn nè, máy 110 nè. Đó, cục mô bên nè.
để chút mình hỏi giá con khu chợ này nhiêu rồi mình nói cho bạn, hoặc là mình hỏi giá cục máy đó, khu chợ Nhật này là chiếc xe có giấy nha các bạn, khu 1 có giấy nha đó. Thì chút xíu nữa mình hỏi giá nó nhiêu rồi mình báo cho bạn biết luôn, xe là có giấy. Dây điện đồ còn đủ hết luôn nha bạn, dây điện bô e bình xăng con này có giấy không anh Tính? Nè mấy chiếc tem lửa mới về nè các bạn, đây tem lửa nè, hai tem lửa này giấy không chứ đồng? Có giấy luôn nha, hai tem lửa này có giấy nha bạn. Nè, khu chợ 1 có giấy nè. Đó. Mày xe về quay trực tiếp cho bạn xem luôn. Máy móc có đề rồi còn riêng hết nha. Nè. Máy nè, bình xăng con riêng luôn. Giấy không hả? Nay về được hai con tem lửa nữa nè bạn, còn con khu đây, mấy chiếc tem lửa này là có giấy nha các bạn, 7 triệu một chiếc nha, 7 triệu một chiếc, ở đây có hai chiếc rồi, còn con khu chờ này đây kêu 11 triệu có giấy nha. Đó các bạn xem thì xuống đây xem này, còn cục máy cây bô cái sườn. À, để ra quay con Nô 4. Nô 4 này chắc không có giấy quá. Nô 4 này chắc xe không có giấy rồi. Nô 4 này là xe không có giấy rồi nha bạn. Xe lấy phụ tùng. Đây còn cũng còn vàng áo rồi, cũng còn thấy lắm, nhưng mà cũng có bể vài chỗ. Đồng hồ đồ mặt, đồng hồ đồ còn nè. Mấy bạn hỏi mua đồng hồ thì xuống đây người ta cũng rã gỡ bán đồng hồ luôn nha các bạn. Đó. Bô rồi nè, bô bánh máy nồi đồ đó, các bạn mua gì là người ta rã đó. Bạn vô mua thì đừng có ngại hỏi, cứ hỏi đại đi. Dường như hỏi món nào cũng được hết, người ta nhắm được là người ta bán thôi. Chứ các bạn vô mà không hỏi thì người ta cũng không biết cái gì để bán cho bạn. Đây cây con Nô 4 nè, mình thấy là cũng còn đầy đủ máy móc đồ, cũng còn tủ đề đồ cũng còn luôn. Thì các bạn nào mà bữa hôm có mấy anh mà hỏi mình Nô 4 á thì đây nè, ví dụ như anh mua nồi, nồi này nè thì nó cũng gỡ ra nó bán cho anh luôn. Anh mua lồng, đầu lồng thì nó cũng gỡ ra bán luôn. Anh mua cặp bánh thì nó cũng gỡ bán luôn. Anh mua nguyên cục máy thì càng tốt nữa, cũng gỡ luôn nè. Đó. Còn mấy như con mấy xe này có giấy là nó không có gỡ đâu nha các bạn. Xe có giấy là nó không có gỡ bán phụ tùng nha. Để tao bán nguyên chiếc. Còn dạng như phế liệu là mua gì cũng gỡ hết. Nay về mấy con Trung Quốc nữa nè. Kể bên đây là Trung Quốc nè. Đó. Có con Suzuki FD 110 các bạn. Lốp nữa kìa. Lốp FD, Suzuki lốp FD 110. À, các bạn thấy không? Con này ít gặp lắm nha. Thì Susimat nè, của Sita nè. Mấy con mắt nữa, nay về mấy con mắt. Rồi rim Trung Quốc nè các bạn, mới về. NG2. Trên xe mới xuống. Đây, bét trên xe mới xuống luôn. Thấy không? Có con Win kìa. Win độ lên kiểu gì lạ lắm. Thì bạn nào xuống đây thì mua thì lựa kỹ. Tại vì độ đây mua rồi người ta không có cho đổi lại nha các bạn. Tại đồ cũ các bạn lựa nguyên ngày cũng được.
bạn ưng ý thì bạn mua thì phải lấy thôi, chứ mua về đem về nhà rồi đổi là người ta không có cho đâu nha bạn. Rồi, này tới này thôi nha bạn.